Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư thầy trụ trì chùa Bảo Quang thuộc về huyện Kiến Thụy của thành phố Hải Phòng. Quý Phật tử thân mến, sư Hương Nhũ cũng có duyên với Hải Phòng lắm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sư đến với chùa Bảo Quang thân yêu của chúng ta. Lời đầu tiên xin thân mến gửi lời chào đến toàn thể quý Phật tử và các cháu học sinh thân yêu. Quý Phật tử thân mến, tuy là các vị ở vùng, ngay cái vùng biển này, nhưng mà chúng ta sẽ biết đó cũng là có một cái ưu điểm là mình lúc nào cũng được sống trong một cái thiên nhiên rất là trong lành. Bởi vì là người ta phải mất tiền mới đến vùng biển được mà, để mà là để hít cái hơi gió biển rồi những cái gì rất là bao la chung quanh cái ngôi nhà chúng ta đang sống, chung quanh cái ngôi chùa chúng ta hàng ngày lễ Phật, thì quả là phong cảnh ở nơi đây rất là thông thoáng, rộng rãi, và lúc nào cũng nghe cái hương biển làm cho con người khỏe mạnh lên. Nhưng mà nếu mà nói chỉ khỏe không á, mà được hạnh phúc á, thì chưa hẳn như vậy đâu, có phải không nào? Dù ở thành thị, nông thôn, vùng biển hay là vùng xa, vùng sâu nào đó mà con người ta không biết Phật Pháp thì vẫn sẽ đau khổ nhiều lắm. Chứ không phải là nói là ở biển sẽ hạnh phúc hơn người ở phố, ở phố thì là vui hơn người ở vùng núi, vân vân. Cái đó thuộc về quan điểm thôi. Chứ mà chúng ta có Phật Pháp ở trong tâm, chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết, có tâm từ bi, thì chúng ta nằm ngủ dưới gốc cây cũng vui nữa. Chúng ta ngồi chỗ nào cũng thấy hạnh phúc hết. Còn nếu chúng ta không có cái sự nhận thức khai mở bởi tâm từ bi và trí tuệ của Đức Phật, thì cuộc sống của chúng ta, nhất là người phụ nữ, chồng chất rất là nhiều nỗi khổ và niềm đau. Bởi vì là sư á, cũng là đi giảng rất là nhiều cái vùng xa, vùng sâu lắm, những vùng hẻo lánh, những cái vùng mình cảm thấy là nó xa cái sự bon chen của phố thị phồn hoa, nhưng mà người ta cũng khổ luôn. Như vậy thì mình thấy mình đi đâu cũng có người khổ hết. Đúng như là lời nhận định của Đức Phật, ai bước vào trong cuộc đời này rồi sẽ đi qua cái sự trải nghiệm về khổ đau. Nếu con người ta không biết tu tập, con người ta không có trí tuệ, thì người ta khổ đau hoài, khổ hoài, khổ mãi thôi. Bởi vì Đức Phật vào trong cuộc đời này cũng chỉ mong cái lời Pháp của Phật ban ra để cho mọi người được an vui, được hạnh phúc. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà những lời dạy của Phật kết tinh lại một cái vốn sống vô cùng giá trị, phong phú, quý giá. Thì quý sư, quý thầy đây, những người gọi là sứ giả của Như Lai, đệ tử của Đức Phật, lại phải tiếp tục truyền trao cái gia tài chánh pháp vô giá đó cho đến muôn nơi trong cuộc sống này. Khi chúng ta nghe lời Đức Phật dạy, sẽ tin sâu hơn một cái quy luật chân lý của cuộc đời, đó là nhân với quả. Ai có niềm tin sâu vào nhân quả, tự khắc trong đời sống sẽ tạo ra các phước lành. Các vị đi chùa lúc nào cũng cầu nguyện có phúc lành, có phúc, có đức. Tại vì là người dân Việt Nam mình quan niệm có đức thì mặc sức mà ăn mà, cho nên ai cũng cầu nguyện có phúc đức đó. Nhưng mà con người ta lại không tạo phúc đức, mà người ta tạo tiền, tạo bạc, tạo công ăn việc làm. Vì người ta nghĩ rằng phải có tiền, có bạc, có cơ sở, có công ăn việc làm mới sống được. Cái điều đó thì tất nhiên con người ta sống phải có trách nhiệm với cuộc đời. Người ta phải làm ra đồng cơm bát gạo, đồng tiền trong cuộc sống. Nhưng mà người ta làm một thời gian rồi đó, ta thấy bao nhiêu cũng không đủ hết. Làm cho chồng, cho con, cho cháu, nhà, cửa, cha, mẹ, hai bên. Cuối cùng người ta thấy làm bao nhiêu cũng không đủ, và con người ta lao vào trong ngũ dục. Tức là bây giờ không phải là làm ăn để sống nữa rồi, mà tiền bạc, rồi vật chất, nhà cửa, ăn uống, rồi cả thanh danh, cả là lợi nhuận trong cuộc sống. Cuối cùng là người ta đã quên mất rằng
khi bước vào cuộc đời, người ta chỉ mong, con chỉ mong sống bình yên thôi. Nhưng mà một thời gian sau, người ta không có cầu hai tiếng bình yên nữa. Cầu tiền, cầu bạc, cầu danh, cầu lợi, đủ mọi thứ ngũ dục trên đời. Và đó là nguyên nhân đưa đến những ưu tư, não phiền trong cuộc sống đó. Các vị nghe có rõ chưa? Chính vì vậy, cái ưu tư phiền muộn là nhân tố đầu tiên làm cho chúng ta chóng già. Già thì chóng chết. Nhưng mà đây không phải là sư nói để cho các vị là phấn đấu để trẻ hoài không chết. Ai rồi cũng phải là đi qua các cung bậc sanh, già, bệnh, chết. Đức Phật nói cuộc sống này là vô thường. Mà các vị là không có chịu hai cái từ vô thường. Muốn là phải có mãi, tiền là phải vô mãi đó. Nhà cửa tài sản là phải thăng mãi lên. Cái gì mình cũng muốn lên, 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 tốt lên, nhiều lên, mà không có chịu làm một cái điều, đó là tu nhân tích đức. Trong khi đó, chính cái vấn đề mình tạo các phúc lành, đó là nguyên nhân căn bản để cho mình đời sống có hạnh phúc. Các vị nghe rõ chưa? Bây giờ nghe Pháp để biết rằng trên thế gian này không có chuyện gì đáng lo hết. Nghe Pháp để thấy trên thế gian này không có chuyện gì đáng lo. Tại sao kỳ vậy? Bởi là sao? Chúng ta đang sống ở đây nè. Cái thân của mình đây nè. Mình đang sống là nam hay là nữ, đàn ông hay đàn bà, có bao nhiêu đứa con, khá hay là giàu hay nghèo. Tất cả nó đều kết tinh bởi nhân quả của chính mình. Tại sao thầy lại đi tu nè? Thầy đi thuyết kinh giảng Pháp. Thầy đã tạo một cái nhân tu hành và ban bố Phật Pháp trong nhiều kiếp sống. Cái hạnh nguyện của thầy là đi đến đâu cũng muốn nói cho người ta hiểu, nói cho người ta an vui. Và thầy phải làm hoài cho đến khi viên mãn công hạnh. Thầy rất là vui vẻ, không suy nghĩ gì nữa hết, không tính toán gì hết. Tại cái nhân của mình đã gieo cho mình, đã tạo cho mình một cái quả như thế rồi. Bây giờ chỉ là chuyên tâm để mà làm cho tốt lên. Còn các vị bây giờ giàu hay nghèo không phải là mình muốn mà được đâu. Là phải có cái nhân mình đã gieo trong nhiều kiếp sống. Hôm nay chúng ta sống ở cái vùng quê hương này, Kiến Thụy này, Hải Phòng này, nhà cửa như thế như thế. Mình ở nhờ ông, nhờ bà, nhờ mình tài năng. Đó là cách nói thông thường. Chứ tất cả đều là mình đã gieo những cái nhân từ trong quá khứ. Bây giờ mình sanh ra này, kiếp sống này làm người thì tiếp tục thừa hưởng cái đó và phát huy lên hoặc làm cho nó héo mòn đi thôi. Chứ không phải là mình muốn cái gì là được cái đó đâu. Nó đã là nhân quả từ trong nhiều kiếp sống rồi. Nghĩa là chúng ta đã tạo ra số phận của chính mình. Chứ không có phải là trời đất nào tạo ra số phận cho mình hết. Mà chính mình tạo ra số phận của chính mình. Các vị nghe chưa? Cho nên sư nói mình tạo ra số phận của chính mình. Thế là các vị mai mốt sẽ không bao giờ nói rằng trời ơi sao mà số con khổ thế này, sao mà trời để cho con phải khổ thế này, sao mà cha mẹ để cho con phải khổ thế này. Những câu đấy là sai. Tại vì hôm nay thầy nói rồi, mình tạo ra số phận của chính mình. Mình xinh đẹp hay là xấu xí, mình giàu có hay nghèo nàn, mình thông minh trí tuệ hay ngu si, tất cả là do chính mình đã tạo ra cho mình. Bây giờ kiếp sống này là cứ như thế thừa hưởng. Mà tốt thì phải làm tốt lên thêm, mà xấu thì phải hóa giải đi bằng cái sự tu tập của mình. Chứ không có ai an bài cuộc sống cho mình. Không phải trời đất nào sắp cho mình, hay là Phật, hay Thánh, hay mẫu nào làm cho mình hết, mà chính mình tạo số phận của chính mình. Cho nên đã như vậy rồi, tại sao lại phải lo lắng? Mình đã là nghèo, làm biết cái nhân đời trước mình ít có tu, ít cúng dường, ít bố thí, ít làm phúc. Bây giờ nghèo, thì bây giờ sống tốt lên. Có chút định cũng biết bố thí, có một chút cũng biết cúng dường, có một chút cũng biết giúp người, thì nó sẽ chuyển hóa, sẽ thay đổi. Còn đây là không. Ngồi đếm mấy đồng bạc, than thân và trách phận và lo lắng. Cái lo lắng đó không thay đổi được gì hết. Mà phải
tác động vào cuộc sống này những gì tốt đẹp nhất. Cho nên lo lắng nhiều cũng thế thôi. Bây giờ ngồi nghe pháp rồi sư nói các vị không có lo lắng gì hết. Hôm nay là được nghe, mà các vị biết khó lắm mới được nghe Phật pháp. Mà nói tới nói lui một hồi cũng hai chữ lo lắng thì thầy không có giảng nữa đâu. Nghe pháp để làm gì? Thưa thầy, con nghe pháp để con bớt lo. Tại vì lo cũng thế thôi. Không có ai lo mà giàu lên được. Không có ai lo lắng mà khá lên được hết á, các vị phải biết điều đó. Mà muốn giàu, muốn khá, muốn tốt lên, muốn an vui lên là hãy làm tốt. Sống tốt và làm tốt thay vì ngồi lo lắng và than van. Rất đơn giản thôi. Cho nên sư biết nè, Phật tử ở đây nè, người khôn nói ít nghe nhiều. Nói chừng đó thôi, nhưng mà từ hôm nay không có than van. Bớt đi niềm lo lắng mà hãy sống cho tốt. Tại vì cũng cái giờ này có những người dùng đồng tiền đánh bài bạc. Cũng cùng cái giờ này, 8 giờ mình ngồi chùa Bảo Quang nghe pháp, 8 giờ có người đang đánh bạc, 8 giờ có người đang uống rượu, 8 giờ có người đang cãi nhau, 8 giờ có người đang đánh lộn. Còn mình 8 giờ mình ngồi chùa Bảo Quang nghe pháp, đó là mình đang sống tốt đây. Thế rồi bây giờ ngày mai không có thầy đến thì sao? Bắt đầu về mở phim, kịch, nhạc, nhiếc nghe cho qua ngày đoạn tháng. Thế thì cũng được, nhưng cũng không phải là sống tốt. Giải trí thì thỉnh thoảng thôi, phải dành thời gian đó, xem kinh kệ, lại sám hối hoặc niệm Phật. Tại sao mình không tạo tư lương cho mình để mình về Phật, mà mình ngồi mình xem cái này cái kia, rồi mình nói những chuyện quá khứ, nói những chuyện chưa xảy ra, rồi trách móc cuộc đời. Đó là không sống tốt. Mà nói không giải quyết được gì hết á. Nói không giải quyết được, đừng nói. Các cháu mình nó đi học nè, mà hôm nay nó phải kiểm tra bài nè, kiểm tra miệng nè, kiểm tra 15 phút nè, rồi thi nè, rồi thầy hỏi nó phải trả lời nè, vì nó học ăn, học nói, học gói, học mở, cái tuổi nó là như vậy. Còn cuộc sống của mình nó ngập tràn biết bao nhiêu cái kinh nghiệm về sự khổ đau mà mình không rút kinh nghiệm được. Hoàn lại cũng một cái chữ khổ thật to. Bây giờ là hôm nay sư thuyết pháp nói chuyện với các vị rồi, mình gặp nhau là chỉ hỏi là hôm nay có làm được cái điều gì tốt không. Mình nghe pháp sống tốt, mình quy y Tam Bảo, mà mình làm con Phật và làm con Bồ Tát rồi, Phật và Bồ Tát sẽ chăm sóc cho cuộc đời của chúng ta. Nãy ủa Phật đâu còn đâu, Bồ Tát con đâu có thấy đâu mà thầy nói như vậy. À, mình quy y Tam Bảo, mình giữ trọn niềm tin kính đối với Tam Bảo và giữ tròn năm giới của Đức Phật, thì Phật và Bồ Tát sẽ chăm sóc cho chúng ta. Tại vì chúng ta đâu có giữ tròn những gì Đức Phật dạy. Như mình làm cha mẹ, con nó nghe lời, nó hiếu thảo, nó đi đâu mình cũng nhớ, cũng thương nó hết. Tại vì nói gì nó cũng nghe. Cái đứa không nghe cũng thương mà, huống chi đứa nghe lời. Mình làm con của Phật, mình quy y Tam Bảo là con Phật. Khi mình đã phát nguyện quy y làm con của Phật, Pháp Tăng, lại giữ tròn năm giới nữa, thì chúng ta cứ như vậy mà sống thôi. Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Làm mấy cái điều đó thôi thì Phật và Bồ Tát sẽ chăm sóc cho chúng ta, chăm sóc cuộc sống cho chúng ta. Không nhìn thấy nhưng các ngài luôn luôn ngự trị, đồng hành trong cuộc sống của chúng ta để làm cho chúng ta được an vui, được bình yên, được hạnh phúc. Tại sao lại nói như vậy? Vì một miếng ăn nè, nước uống, áo mặc hàng ngày, sư đã nói đều do nhân quả của chính mình mà ra cả. Ví dụ tối nay có một cái vấn đề làm ăn gì đó, nhưng mà con người ta mà biết tin sâu vào nhân quả, mình buông xuống một bữa cũng không nghèo đi đâu. Mình buông bớt một cái công việc gì đó để nghe pháp, để tu tập, không có chết đâu, không có bị là hao hụt đâu. Có nhiều người nói tôi cũng thích lắm, mà hôm đấy có một việc làm ăn quá quan trọng. Nhưng mà nếu mình có làm cái cuộc làm ăn đó, nó cũng không phải vì thế mà giàu lên đâu. Tại sư bảo là cái giàu, cái nghèo nó do nhân của mình đã tạo trong những cái kiếp sống trước và đời sống này. Bây giờ là mình đang thừa hưởng nó đây. Bây giờ được tu mà cứ bảo mắc cái này, làm cái kia,
bận cái nọ, thì sư nói là nó không giải quyết được gì, là bởi vì nó cũng không khá hơn được bao nhiêu, nó cũng chẳng nghèo đi bao nhiêu, mà mình mất đi một cơ hội tu tập trong chánh pháp. Vì vậy tối hôm nay mà các Phật tử về đây, các học sinh đang ngồi đây để nghe sư thuyết pháp như vậy, sư rất là hạnh phúc và sư cảm ơn các vị. Thế thì tại sao bây giờ có những con người khá giả làm ít mà lại là trúng nhiều, làm ít mà hưởng nhiều? Đó, cái nhân là gì? Do bố thí. Thì nếu mà người đã khéo tu, đã biết ban bố, người giàu là chỉ biết tích lũy, bị cất đếm bao nhiêu cũng là cũng thấy không đủ hết. Cho nên nhiều khi người ta giữ tiền mà người ta không được hưởng, không được tiêu, không được dùng. Còn có người cái tâm người ta rộng rãi, cho nên kiếp này người ta đầy đủ khá giả, và đồng thời cái cuộc sống người ta cũng rất là thong thả. Bởi vì cái nhân là sao? Mình gieo cái nhân gì sẽ có cái quả đó. Chẳng hạn như sư là gieo cái nhân là đi các nơi sư thuyết kinh giảng pháp, vì cái quả là gì? Cái quả là đi đến đâu Phật tử dù chưa từng gặp mặt cũng chạy tới: ôi sư ơi, con rất là mong gặp sư. Ủa, đâu có gặp hồi nào đâu mà mong, đấy con nghe sư thuyết pháp rồi, sư giảng con vui lắm, cho nên là con mong gặp sư. Cái quả của sư là đi đến đâu cũng có người thân, người mến, chứ không có gặp kẻ thù. Mà khi sư thuyết pháp, sư đâu có nói tôi sẽ nói cái bài này cho bà Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Văn B đâu. Tôi cứ nói, tôi giảng cho những ai có nhân duyên đến gặp tôi hôm nay thôi. Tôi không biết tên họ, nhà cửa của ai, giàu nghèo thế nào, tôi không phân biệt. Và cái nhân tự nhiên như vậy, nó gieo vào cái mảnh đất lành như thế này. Ngày mai chúng ta gặp nhau trên những nẻo đường đời: ồ sư ơi, hồi đó sư về chùa con sư thuyết pháp đó, chùa Bảo Quang đó sư. À, chúng ta thành người thân của nhau. Đó, nhân là như nhân quả là vậy. Nhưng mà mình cũng đến một cái vùng đất đó. Đấy, phải không nào? Mình chỉ muốn gây sự thôi, mình chỉ muốn gắt gao thôi, mình chỉ muốn trách móc thôi, rồi mình nguyền rủa cuộc đời thôi. Mình chẳng có làm điều gì tốt cho ai hết, thì cái quả nó trở lại cho mình là cũng chẳng ai muốn làm điều gì tốt cho mình. Nhân quả rất là công bằng. Giống như trồng hoa thì ra hoa, trồng lá ra lá, trồng quả thì ra quả. Nó rõ ràng như vậy. Trồng lúa thì có lúa ăn, trồng cam thì có cam, trồng dừa có dừa để uống nước. Chứ không bao giờ mà trồng cây ớt nó ra trái dừa đâu. Vì vậy trong cuộc sống này, đừng than ngắn thở dài, đừng trách móc lo âu hay là sầu muộn, mà tốt nhất là hãy làm những điều gì có giá trị trong cuộc đời này, là làm tốt, làm những điều thiện lành, không làm những cái điều ác. Và tâm ý của mình cũng hãy nhớ suy tư những điều tốt lành và trong sạch. Đó là nguyên nhân để đem đến chúng ta đời sống an vui, hạnh phúc, chứ không phải sự toan tính cho nhiều sẽ đem đến cho chúng ta an vui và hạnh phúc đâu. Cho nên người giàu sang là do bố thí tài vật mà đem lại. Mình có ít bố thí ít, nhưng mà cái tâm biết chia sẻ. Có người tham lắm, bao nhiêu cũng không đủ hết. Người ta nói là mất một miếng gì đó lộn gan lên đầu gì đó, là bởi vì không chịu mất. Mà có những người mà không tham đó, mà mất rồi thì nói thì thôi mất rồi, coi như nó không có duyên ở với mình nữa thì mất. Rồi mình chia sẻ bớt thì nói thôi mình cũng nên chia sẻ bớt, bởi vì có chia sẻ cái phần đó đi, mình cũng không nghèo đi, mình cũng không có đói khổ. Mà trong khi đời sống này có nhiều người khó khăn đói khổ quá. Cái quan niệm, cái suy nghĩ làm cho mình cao thượng lên. Nhưng mà có những người đó thì sao? Đó. Tôi đâu có ngu đâu mà tôi đem tiền đi bố thí. Tôi đâu có dại đâu mà đem tiền đi để mà cho chỗ này, ban bố chỗ kia. Có biết đâu đó chính là cái nhân để tạo ra phúc đức trong đời sống của chúng ta. Mà sư nói con người ta muốn an vui hạnh phúc là cái phúc đức này đây, chứ không phải có tiền nhiều, có sắc đẹp là hạnh phúc đâu. Mà có phúc, có đức thì chúng ta mới có an vui, có hạnh phúc. Các vị nghe rõ chưa? Thế thì người giàu sang là do bố thí tài vật, biết thương người nghèo,
biết bảo vệ đời sống sinh mạng của các chúng sinh, không có sát sinh hại vật. Con người ta tự nhiên khỏe mạnh, trường thọ, tại mình không có thích chuyện giết. Còn mình giết dễ dàng quá thì tự nhiên một cái lúc nào đó cái quả báo về bệnh tật nó sẽ đến. Nó rất công bằng là như vậy đó. Đó. Còn cái người bố thí pháp, Đức Phật dạy, người mà cứ đem điều hay lẽ phải nói cho mọi người thì cuộc sống sẽ cho cái người đó có trí tuệ. Người đem ban bố cho cuộc đời này bớt khổ đau thì người đó lại được giàu có. Người chia sẻ điều hay lẽ phải thì người đó có trí tuệ, có niềm vui trong cuộc sống. Người mà bố thí sự vô úy, tức là bố thí cái không sợ hãi đó, thì người đó sẽ được khỏe mạnh và sống lâu. Tức là cái người khỏe mạnh sống lâu á, là cái người thường hay giúp đỡ người khác. Nhà người ta có tai biến, tai ương, mình đến chia sẻ, chung lo. Nhà người ta có sự buồn, mình đến giúp đỡ. Có sự vui, mình hoan hỷ, chứ không ganh ghét. Rồi đối với loài vật, mình cũng yêu thương. Đối với mọi người, mình bảo vệ. Mình lấy cái niềm vui mọi người là niềm vui của mình. Mình lấy cái nỗi buồn của mọi người như nỗi buồn của chính mình. Gọi là bố thí pháp vô úy như vậy thì thường là được khỏe mạnh, an lạc và sống lâu. Để được an vui hạnh phúc, chúng ta hãy tập nghĩ đến người khác, cho ra, bố thí ra, làm những điều lành, nói những điều lành, không nói những điều ác, nguyền rủa, chửi bới. Mà có những người là đối với chồng cũng không tốt được, đối với vợ cũng không nói lời đàng hoàng được, thế làm sao hạnh phúc? Người mà sống với mình, vợ chồng đến răng long đầu bạc mà mở miệng ra là nguyền rủa không à, thì làm sao có hạnh phúc được các vị? Cho nên mình nghe pháp rồi thì mình phải tập nói những lời trong lành, tốt đẹp. Tại sao nói một câu dễ thương ai cũng thích mà không chịu nói, mà chỉ toàn nói những cái điều mà cay đắng cho nhau để làm gì? Phải chưa nào? Đó. Cho nên á, sư gặp các vị, sư chỉ muốn nói như thế nào cho các vị vui, nhưng không phải vì vậy mà vuốt, mà xoa, mà tâng bốc. Mà muốn các vị vui là sư phải nói sự thật để các vị sửa, để các vị tu, vì tu là sửa đổi để tốt lên, để hạnh phúc. Cho nên sư phải nói thật, chứ không phải làm vui người ta là nói những lời giả dối đâu. Nói thật nhưng mà phải lựa lời mà nói. Chứ tự nhiên mình gặp người ta cái mình muốn tìm những lời cay chua, mình móc méo, mình chửi bới người ta thì làm sao được. Muốn người ta nghe thì cũng phải lựa lời. Trên dân gian Việt Nam mới có câu là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà đời sống này người ta không thích lựa lời. Người ta nói là phang phang vậy đó, xong rồi bảo tính tôi là như thế, tôi thẳng lắm. Nhưng mà mình thẳng mà người ta bị tổn thương, mình thẳng mà người ta đau đớn là mình mất phúc đức. Cho nên lựa lời mà nói để mà mình không mất đi phúc đức của mình. Như vậy, tối hôm nay các vị được ngồi đây nghe sư thuyết pháp, nghĩa là điều đầu tiên sư nhắc các vị hãy tập niềm tin sâu vào nhân quả. Nếu không hiểu điều này, các vị sẽ xa vào đời sống là đi kiếm tiền tài, lo ăn uống, lo sắc đẹp, danh vọng rồi ngủ nghỉ. Đó là gốc rễ của khổ đau đó thôi. Con người mà càng tham muốn nhiều bao nhiêu, con người đó càng khổ đau bấy nhiêu. Cho nên chúng ta mới có cái từ là tri túc thường lạc, nghĩa là biết đủ là vui. Ai mà cảm thấy đủ rồi là thấy vui lắm. Cho nên mình nghe pháp để tập tạo các công đức, phúc đức, chứ không phải nghe pháp để rồi xa vào cái lòng tham, tiền tài, ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, sắc đẹp và mọi thứ trên đời, cái gì cũng tham hết. Đó là gốc rễ của khổ đau, của địa ngục đó, các vị có biết không? Trong Kinh Tương Ưng, Đức Phật dạy như thế này nè: người vướng vào ngũ dục giống như con dê, lông nó rất là dài, râu nó rất dài, mà nó đi vào trong cái khóm cây gai góc, nó vướng vào chỗ này, nó mắc vào chỗ kia. Khi mà vướng cái râu, cái lông nó vào trong cái bụi gai rồi đó, nó ủi ra chỗ này, nó vướng chỗ khác, cuối cùng nó sẽ rơi vào bất hạnh, tai họa. Con dê nó nằm ở trong cái bụi gai mà không có đi ra được nữa. Giống như chúng ta cứ tập sống trong lòng tham, đắm say vào ngũ dục,
thì cứ nhớ cái hình ảnh con dê có râu, có lông dài bị móc vào trong những cái bụi tre, bụi gai, mà muốn ra thì không ra được nữa, cho nên khổ lụy vô vàn. Các vị sống trong hồng trần, là trần gian đó, thì chắc chắn đều có vướng bụi trần hết. Mà vướng bụi trần là khổ đó. Cho nên chúng ta nghe pháp để làm gì? Để làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch, nó nhẹ nhàng. Chứ nếu không hả, cuộc đời mình vướng bụi, bàn chân vướng bụi, trong tâm vướng bụi, toàn thân vướng bụi, và đó toàn là bụi khổ đau hết. Vì vậy kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy: ái bảo tham vọng tâm lao thân khổ, nghĩa là tham ái sâu nặng, tâm mệt nhọc thân khổ sở. Tham ái là cái gì mình cũng muốn chấp là của mình. Ái là yêu, mình muốn của mình, mình nó là phải thuộc về mình, mình phấn đấu cả cuộc đời để là của mình rồi chết. Người biết tu là người ta không có để cho mạng sống ra đi chỉ vì những cái vật chất đó đâu. Người ta dành thời gian rất nhiều để tu tập. Trước khi sư thuyết pháp, các vị niệm Phật, nhưng mà không phải ở chùa, ở nhà, ở ngoài xã hội, các công việc mà không cần phải là dùng tới cái miệng, thì chúng ta hãy niệm Phật. Những công việc làm cái tay, ví dụ chúng ta giặt quần áo, chúng ta nấu nồi cơm, chúng ta đừng để tâm chúng ta phóng túng. Hãy niệm Phật ở trong tâm. Đó là một con đường đơn giản để tạo phúc đức. Sao thầy nói kỳ quá vậy? Có niệm Phật không mà tạo phúc đức? Phải làm cái gì? Không cần đâu. Làm là một điều rất là hay, nhưng mà nhiều khi đó, chúng ta làm những công việc nhà cho chồng mình, cho con mình, thay vì cái tâm này trách người này, móc người kia, bực bội, phiền não, Nam Mô A Di Đà Phật, tới phúc đức rồi còn gì nữa. Còn khi mình bực là mình sẽ đi với gì? Chửi rủa. Mình bực là mình chán nản, ưu phiền. Thì bây giờ hãy dẹp đi mà Nam Mô A Di Đà Phật. Của cái thế gian này, con người ta tham sâu nặng lắm các vị ạ. Không phải nghe thời pháp mà hết tham đâu. Tại tham là cái gì? Là cái cội gốc của khổ đau. Tham ái là cội gốc của khổ đau. Nó là gốc rễ rồi thì không phải nghe pháp mà hết. Cho nên chúng ta phải sám hối nè, phải tu nè, tập buông xả, tập buông lần lần đi. Rồi thì sẽ biết rằng khi mình sinh ra, mình chẳng đem đến cái gì, mà chết cũng không đem theo cái gì. Cớ sao mình lại tham như vậy? Mình hãy tập soát lại mình, rồi tự răn đe lấy mình. Mình ra cái cuộc đời này có gì đâu ta? Rồi mình chết có mang cái gì đâu ta? Cũng là thân này trả về cho tứ đại thôi. Sao mà mình lại tham như thế? Cứ tập sống với cái gì? Cái sự quan sát về vô thường. Không có gì bền chắc lâu dài. Mỗi buổi tối khi lên giường là chúng ta nói đó, một lần lên giường là một lần đã chết. Nó làm gì đâu. Nhưng mà không ai dám nghĩ là chết hết trơn. Đâu có, tôi ngủ rồi lát tôi dậy, tôi ăn, tôi mặc, tôi hưởng thụ với chồng con tôi, vợ tôi đây. Nhưng mà sư nói các vị tập đi, lên giường là chết một lần thôi. Bởi vì khi mình ngủ say á, ai khiêng mình đi ở trên giường đem xuống đất mà người ngủ say quá không biết. Còn cái người tỉnh á, đụng vào là giật mình dậy liền. À, nhưng mà có người mê là khiêng từ trên giường xuống đất, khiêng đất ra ngoài sân vẫn cứ ngủ. Thế như là chết gắt rồi còn gì nữa, chỉ có còn thở thôi chứ chết rồi. Huống chi là việc giữ gìn vàng bạc châu báu, sau khi chết làm sao mà giữ được. Cho nên tại sao bây giờ cứ phải nắm, ôi giời ơi, nắm cho chặt rồi khổ cho nhiều. Tại vì mình nắm mà nó không vẫn đi. Nào đau ốm nhá, bệnh tật nhá, nợ nần nhá, làm ăn thất bại, rồi nó cũng sẽ có đường nó đi. Nó đi vào, nó lại đi ra. Cho nên tính làm chi cho nhiều cái chuyện nắm, nắm cho chắc. Không nắm được đâu. Sư nói muốn nắm cái gì là phải trên cơ sở phúc đức. Người có phúc đức không cần nắm, nó vẫn tới. Như là phúc đi kiếm mình. Còn mình không có phúc, mình càng nắm, mình càng khổ. Mình càng đau, mình càng buồn. Cho nên mình cứ tạo phúc đi thì phúc đức sẽ kiếm mình. Nghe được không ạ?
thân này cũng tạm thời thôi, các vị thấy không? Đó, chết rồi đó, rồi thiêu thì coi như thành một nắm tro, còn các vị chôn cất đồ này kia thì cũng mai mốt còn lại nắm xương. Cái thần thức cũng đâu còn nữa đâu, cái phần hồn cũng đâu còn nữa đâu, chỉ còn cái xác, cái phần xương, phần cốt đó còn một dúm đó thôi, chứ cũng không còn gì nữa hết á. Thân này cũng tạm thời, cho nên nghe pháp rồi tập buông bỏ bớt đi, đừng có tiếc nuối, đừng có ôm chấp đắm quá nhiều. Đó, cũng giống như con người ta khi đang lành lặn các căn, không mù, không câm điếc, không tật nguyền, hãy ráng tu. Mỗi thời pháp sư hay nhắc cái này lắm, tại vì đó là ở chùa sư mỗi tháng người ta về nghe pháp á, 500-700, 1000 người, mà quá nửa số đó là người mù. Mà mù mà người ta về người ta nghe pháp, mù mà người ta ngồi nghe pháp 1 giờ, 2 giờ đồng hồ mà không có đứng lên đi ra ngoài say sưa. Ngày xưa họ không có biết Phật pháp là gì, họ đi chỉ mong lên chùa thầy cho quà thôi. Bây giờ là họ thích nghe pháp lắm, rồi họ xin cái máy nghe pháp đó, cả 100 bài họ về họ nghe, bài này sang bài khác, tối là nghe pháp rồi niệm Phật ngủ, rồi sáng dậy sớm lại sám hối. Người mù họ có thời khóa tu tập, vì họ nói bây giờ kiếp này con mù rồi, kiếp sau con phải là người lành lặn mắt sáng, con không khéo tu kiếp sau cũng mù nữa thôi. Mình nghèo mình khổ thì phải tu, còn không kiếp sau còn tàn tệ hơn nữa, thưa các vị. Cho nên hôm nay các vị nghe pháp phải buông bỏ bớt những cái ưu tư lo lắng, bởi vì nhớ sư dặn là có lo cho nhiều cũng thế thôi, vừa thôi, đừng lo nhiều quá, đừng có nghĩ chuyện làm giàu có nhiều quá, mà hãy nghĩ rằng ngày hôm nay mình đã làm được cái công đức gì rồi, cái phúc đức gì rồi. Bởi vì thầy dạy rằng có phúc đức mới có hạnh phúc. Con người ta chẳng chết trên đống vàng là gì, người ta chẳng khổ đau trên đống tiền là gì, người ta chẳng ly dị nhau khi mà môn đăng hộ đối giàu có là gì, người ta vẫn vô vàn các sự khổ đau trên cái đống của cải. Như vậy của cải không đem lại hạnh phúc, mà hạnh phúc là con người ta có trí tuệ, biết sống, biết tư duy, biết nghĩ trong cái hoàn cảnh đó phải sống như thế nào là người có trí tuệ. Mà khi sư ngồi giảng như thế này, các vị ngồi yên lắng nghe là mình có trí tuệ, là mình ứng xử với hoàn cảnh này đúng là mình có trí tuệ. Phải chưa nào? Bây giờ trưa ăn uống rồi, chiều ăn uống rồi, bây giờ nghe pháp, về là niệm Phật, về tới nhà rồi niệm Phật đi ngủ, đó là trí tuệ. Nhưng mà không, thói quen rồi, trưa ăn, chiều ăn, trước khi ngủ ăn, ngủ 3 giờ sáng dậy ăn, tập cho mình một cái thói quen hệ phược vào chuyện ăn uống nặng nề là không có trí tuệ. Ăn phi thời nhiều quá cũng làm cho con người vô minh, tối trí. Cho nên cái cách sống của mình đó, để biết là mình có trí tuệ hay không. Vì vậy Phật dạy rằng trong lòng không có những lo âu khuyết thiếu, đó là người giàu. Trong lòng mình thấy an vui đầy đủ là giàu, chứ không phải trong nhà có bao nhiêu tiền là giàu. Cái nhìn của Đức Phật, trong tâm người đó bình an, không có lo lắng khuyết thiếu, đó là phú, tức là giàu đó. Đó, được người khác cần đến, cái người mà lúc nào người ta cũng cần đến, đó là quý. Mình nghĩ quý là cái người phải mặc quần áo đẹp, phải trang điểm, mang giày cao, áo vest, áo này, dầu thơm, đi xe hơi là phú quý. Nhưng mà Đức Phật nói không, người quý là cái người được rất là nhiều người cần đến, đó là người quý. Có cái việc gì mình cũng đi kiếm, ví dụ kiếm thầy ở đây đi. À, vui mình cũng lên kiếm thầy, buồn cũng lên kiếm thầy, đại sự tiểu sự gì mình cũng kiếm thầy, vì mình tin thầy, thầy là người rất là phú quý, tại thầy là cái người cần thiết cho mọi người. Còn cái người không biết ăn mặc gì, sống nhà gì, cao cửa rộng như thế nào mà ai nhìn cũng thấy như một đống nợ vậy, ăn bám làm khổ mọi người, làm sao gọi là người phú quý. Còn các thầy chân đất áo nâu như vậy mà lại phú quý, tại vì một ngày nào cũng có người đến cần, đến hỏi, đến xin những đời sống, những cái điều gì tốt đẹp
cho đời sống tâm linh và tinh thần của các vị. Cho nên phú là con người trong tâm không lo âu, quý là cái người cần thiết cho rất là nhiều người. Các vị nghe rõ chưa? Ở đây cũng có nhiều người phú quý lắm, trong tâm rất là an lạc, không đợi phải đi xuất gia mới an lạc. Đấy, lúc nào cũng sống đạo đức thì tự nhiên con người được an lạc. Con người làm ác thì con người nó bất an. Đó, mình bằng tuổi này rồi đừng có sát sinh nữa. Đó, mình phải biết tư lương cho mình chứ. Mình cứ giết cái này kia cho con cháu ăn, tội mình chịu, mình đi địa ngục chứ ai. Thì mình cũng phải giảm thôi, bỏ thôi. Rồi mình không gian tham trộm cắp, mình có tư lương cho mình, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, sống biết yêu thương mọi người. Trong tâm mình nó rất đầy đủ, mình là người giàu có. Chứ không phải là trong nhà ông quá giàu, có bao nhiêu ruộng đất phì nhiêu, tiền bạc khen ông giàu chưa chắc. Nếu ông lo âu ngày đêm, không phải là người phú. Mà người an lạc là người phú. Còn người quý là nhiều người cần đến, nhiều người hỏi ý kiến, và nhiều người cần sự giúp đỡ từ cái người đó. Thì đó là những người phú quý. Mà sư tin rằng các vị cũng là những người phú quý nếu chúng ta sống đạo đức và biết yêu thương mọi người. Người á, đi theo đạo Phật sao gọi là từ bi? Đừng có tranh giành là từ bi à. Nhưng mà sư nói thật với các vị nha, nhìn như vậy ngồi nghe pháp thì thôi không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ giả sử sư có ba cái tượng Phật bé bé, sư nói giờ cho ai đây? Nhào lên tranh giành liền. Mình không tập cái tánh đó. Mình nghĩ cái đấy là lộc, là cái gì quý. Sư đã nói phú quý là ở mình. Phú là lòng mình không lo âu, quý là mình cần thiết, lợi ích cho tất cả. Mà cái con người thích tranh giành thì không có từ bi. Con người nhường nhịn là con người có từ bi. Thế giờ chẳng hạn trong tay sư có ba cái tượng Phật, bảo cho ai đấy? Chúng ta sẽ nhường cho cụ già hay em bé. Thôi, con niệm Phật là được rồi, mình nhường. Đó, tự nhiên bình an. Nhưng mà không, tại sao cô ấy có, tôi không có? Phiền não tranh giành, không còn cái gì là từ bi nữa hết. Mà đeo vào cũng chả có gì vui hết á. Bởi vì là mình đeo cái tượng đó vào đây phải đổi bằng gì? Bằng máu với nước mắt. Phải tranh giành, nhiều khi đánh lộn luôn, đánh nhau luôn, u đầu sức chán luôn. Có cái gì là từ bi, là phúc lộc ở đó đâu. Cho nên con người từ bi là không có thích tranh giành. Vậy ở đây ai có tính tranh giành phải bỏ đi, nghe chưa? Con người sao là người trí tuệ, là không có tranh cãi nhiều. Cái gì thấy hay là làm, tốt là làm. Còn cái người á, lúc nào cũng tranh cãi cho là mình hay, mà làm không thấy gì hết á, không phải người trí tuệ. Người trí tuệ ở cái việc làm. Còn nếu nói là lời nói của sự thật, của chân lý. Còn mình thì không tu tập mà nói bừa, nói bãi, nói cho hơn, tranh cãi cho hơn, không phải là người trí tuệ đâu. Không phải người nói hay là người trí tuệ đâu nha. Đó, đó sư nói các vị đó. Từ bi là đừng tranh giành, trí tuệ là đừng có tranh cãi. Rồi sao để được thanh tịnh các vị biết không? Bớt nghe chuyện nói xấu, chuyện ngồi lê đôi mắt, chuyện buôn dưa lê, dưa leo gì đó là thanh tịnh. Vậy thanh tịnh là gì? Bớt nghe những điều ô nhiễm. Nghe pháp thì nghe kinh thì nghe niệm Phật thì nghe. Còn bà ơi lại đây, tôi nói cho bà nghe cái chuyện này. Có gì quan trọng không? Có cần thiết không? Không, chấm dứt luôn chỗ đó. Nhưng mà nói như vậy chứ khó lắm. Cái gì? Xong rồi sao nữa? Là không ai mượn, nên tiếp tục mình lại đi làm cái loa phóng thanh đi tuyên truyền tiếp. Thành ra đó, mình có nhiều cái thói xấu. Một trong những thói xấu là loan truyền những cái chuyện không hay ho gì hết, không ích lợi gì hết, không thanh tịnh. Đó. Làm sao để an lạc giải thoát? Tha thứ đi. Cái người mà không tha thứ hả, nó mệt lắm, nó buồn lắm. Bây giờ ví dụ cô đây mà giận ông chồng có vui không? Không vui. Mà bây giờ tha cái là vui liền. Thôi đời ai cũng lầm lỡ. Tha. Và tha thứ và tha thứ mãi. Bởi vì sao? Nghiệp duyên sống với nhau mà, đâu phải không tha mà từ bỏ được đâu.
cũng vẫn phải sống với nhau mà. Tại sao mình không lựa lời hay, lời đẹp với nhau để mà sống tốt đẹp cho nhau? Các vị có đồng ý không? Thế thì sư nói các vị nghe pháp để an vui, bởi vì là không có cái phúc đức nào mà không từ tâm mà có. Như vậy, nghe như vậy là các vị sẽ cho chúng ta một cái quan điểm rất quan trọng. Có phúc đức nào mà xin ở bên ngoài mà đem đến, nó phải từ tâm. Rồi Phật, rồi Bồ Tát, rồi Thánh Mẫu gì đó, cho thêm một ít nữa thôi, phụ thêm một tí thôi. Còn tránh là ở tâm, ở suy nghĩ, ở việc làm của chính mình. Chứ không bao giờ nằm đây ngửa tay mà thì nó mở mắt ra có một cục vàng ở trên tay hết á. Mà mình phải là suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình là chánh. Rồi chư Phật, chư Bồ Tát, các vị là các cung cõi thánh mẫu, thánh hiền, thánh tăng sẽ giúp đỡ cho chúng ta thêm khi biết chúng ta là người ngay, người tốt. Chứ không có ai bằng sự cầu nguyện mà có. Vì vậy, bên cạnh cái pháp, đừng tập lo lắng ưu phiền, đừng suy nghĩ tính toán tham lam, thì các vị hãy tập cho đi, buông xả bớt, cho bớt đi. Có được không ạ? Mà cho đi không có mất đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đó, trái đất này là hình tròn. Mình đối xử với người khác như thế nào, người ta cũng đối xử với mình như vậy. Cho nên mình thiện đãi với người, người thiện đãi với mình. Mình cứ ra ơn đi, rồi một ngày nào đó phước báo sẽ đến. Chứ đừng có giúp cái bà đó rồi mong bà trả ơn cho mình. Đừng có cần. Mình cứ giúp đi. Nhiều khi cái ơn khác nó đến bất ngờ mà nhiều nhiều, mình không biết từ đâu mà đến nữa kia, gọi là phúc đi kiếm mình. Cái bài pháp hôm nay là bài phúc đi kiếm mình. Còn ta toàn là đi kiếm tiền, đi kiếm công ăn việc làm, đi kiếm tài sản, đi kiếm danh kiếm lợi mà kiếm không có ra. Là vì sao? Vì không có phúc đức. Sống tốt, suy nghĩ tốt, hãy làm tốt, tự nhiên phúc đức đi kiếm mình. Cho nên hãy sống tốt với tất cả mọi người đi, rồi phúc đức sẽ đi kiếm chúng ta. Được chưa ạ? Ngày xưa có một người đàn ông nổi tiếng khắp xa gần, vì đã dành cả cuộc đời của mình để làm việc thiện. Đến khi trăm tuổi lâm chung thì con cháu ai cũng thương tiếc. Thì con cháu mới nói: ông ơi, bây giờ ông sắp mất rồi, chúng con thương tiếc ông lắm, ông để lại vài lời cho chúng con. Ông mới nói: các con chỉ cần nhớ tới một câu này thôi, mọi phúc lành trên đời này không tách khỏi chữ tâm của con người. Phúc lành là từ tâm mà ra, hãy nhớ điều đó. Ông nói xong rồi ông là nhắm mắt ra đi. Có hay không các vị? Mình chết mình nói được một câu đấy thì coi như thánh rồi. Mà không, mình ngáp ngáp ấy, mình hỏi tiền đâu, vàng đâu, của đâu. Hả chưa nào? Mình hỏi, mình đòi đủ thứ hết. Nằm hoài không chết được, rồi chết cũng không đi được, rồi đi cũng không siêu thoát được, cũng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong khi đó cái tiền của vật chất thế gian nó không theo mình sau khi chết. Chỉ có phúc đức nó theo mình, tội lỗi nó theo mình thôi. Thế thì bây giờ những gì chúng ta đang gánh chịu cũng đều do tâm mình chứ ở đâu. Vậy có còn than trách ai nữa không? Người đang hạnh phúc là biết khéo tu, mà người đang đau khổ bất hạnh thì cũng do tâm mình. Tâm mình cũng khởi biết bao nhiêu cái động niệm không tốt, ghét người này, nguyền rủa người kia, ganh tị ích kỷ, hại người này, gian tham trộm cắp tà dâm có hết. Cho nên cái quả báo nó đến, nó làm cho mình khổ đau. Chứ ông trời nào bắt mình, ông nào bắt mình khổ đâu. Ông trời cũng lập công đức chứ, ông làm ác, ông làm sai làm gì. Do nên cũng do mình mà thôi. Những gì mình có trong tương lai là do những hành vi, cử chỉ, việc làm, lời nói của mình hôm nay. Các vị nghe rõ chưa? Nghĩa là sống thiện lương với người khác cũng chính là sống tốt với chính mình. Mà cuộc đời này người ta nói ngu gì phải sống tốt với nó. Mình sống tốt với mình thôi chứ. Nhưng mà quên rằng mình sống tốt với mọi người là mình sống tốt với mình. Nhớ cái câu đó.
Sống tốt với người khác là thiện đãi với chính mình. Sống xấu với người khác là tự mình tạo ác báo cho chính mình. Cho nên nghe bài pháp hôm nay rồi ai cũng tốt hết á. Tại vì mình không tốt là tự mình làm khổ cho mình ngày mai hay ngay đêm nay không chừng nữa. Đó. Thế thì có một cái câu chuyện như thế này. Chuyện tình giữa một cô gái nghèo và một người khách nghèo, tức là hai người nghèo. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một cô gái nghèo, nhưng mà cô rất tốt, có tấm lòng tốt, lương thiện lắm. Cô làm điều tốt không có tính toán gì hết. Thì cái cô này vì do lòng tốt trong cuộc sống mà thay đổi cái quả báo nghèo nàn của cô á. Như vậy là mình có những cái xấu, cái nghèo, cái đau khổ, nhưng mà mình sống tốt sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. Đó là điều thứ hai sư muốn giảng cho các vị. Cô gái này mỗi ngày đẩy một chiếc xe ba bánh đi bán hàng trên vỉa hè, kiếm tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng và cậu em trai đang học đại học. Ta đẩy cái xe đi bán bánh bánh trên vỉa hè. Cô bày hai cái bàn trên đường, đẩy đi chỗ nào có cái vỉa hè đó thì cô bắt đầu bày hai cái ba cái bàn ra bán bánh, rồi là nấu mì bán, làm hai ba thứ vậy để nuôi mẹ, nuôi em. Gặp những lúc bán đắt hàng thì kiếm được vài ba trăm ngàn, khi ế khách thì đủ tiền ăn, cũng có khi lỗ luôn. Nếu mà ngày đó bị trật tự đuổi đó thì coi như là khỏi bán, ngày đó thì đem về ăn thôi, lỗ. Cuộc sống là như vậy. Thì có một cái chàng trai thường hay đến cái hàng của cô á, và anh ta đến là gọi một tô mì để ăn. Lúc nào cũng gọi cái tô mì mà có ba loại mì, loại A, loại B, loại C. Loại A ví dụ 30 ngàn, loại B 20 ngàn và loại C là 10 ngàn. Lúc nào cũng gọi tô mì 10 ngàn. Thì cô gái này biết đây là một anh chàng cũng nghèo, không thua gì mình, và chắc là cũng lười nấu ăn, cho nên mỗi ngày cứ đi ra làm một bát mì như thế. Cho nên cô ta nói anh chàng này đã nghèo lại lười, không chịu nấu cơm, ngày nào cũng đi ra ăn bát mì 10 ngàn, chưa nào. Và cứ như thế cho đến một ngày kia, thì đột nhiên chàng ta hỏi rằng em có bạn trai hay chưa. Cô ta trả lời rằng nhà em nghèo lắm, đã vậy mẹ em lại bị đột quỵ, em phải chăm sóc, còn phải nuôi một đứa em trai đang đi học, làm gì dám nghĩ đến chuyện tình yêu với lại là hôn nhân. Không ngờ chàng trai đáp, tôi thì dám lấy cô đấy. Được chưa nào? Thế rồi hai người hơi ngây người ra, ngẩn người ra, vì cô này cũng vô tư lắm. Người ta đến ăn mì thì là ăn rồi trả tiền rồi chào đi thôi, không bao giờ suy nghĩ cái tình thế gì. Cho nên khi anh ta nói câu đó, cô ta hơi bất ngờ và cũng không dám trả lời. Nhưng mà bắt đầu kể từ ngày đó đó, thì bình thường á, buổi chiều mới đến ăn mì, thì từ ngày hôm đó 6 giờ sáng đã đến giúp cô rồi. Bắt đầu cô đẩy cái xe là anh ta có mặt, sắp ra bán phụ, rửa tô bát phụ. Thì cô nói là bây giờ mình chắc là ngày mai mà nếu có phải lấy chồng đấy thì sẽ lấy một cái anh chàng nghèo, thì có lẽ đó là duyên nợ của mình, miễn anh ta tốt là được, chứ cũng không có suy nghĩ gì. Đó. Thì vào cái ngày lễ tình nhân, ngày lễ tình nhân là ngày Valentine đó, thì bỗng nhiên sao không thấy anh ta đến giúp đỡ mà cũng không thấy đến ăn mì. Cô phải làm một mình hết, thấy chưa nào? Thế rồi cô ta đoán, thôi rồi, chắc anh ta đã có bạn gái khác rồi. Nhưng mà 8 giờ tối hôm đó, bỗng nhiên anh ta xuất hiện. Trong tay anh ta cầm một bó hoa và nói với cô rằng anh yêu cô á, và đề nghị rằng đưa cô về gặp gia đình để mà đi đến chuyện hôn nhân. Nhưng cô bảo trời ơi, mình đang sống ngày đẩy cái xe đi nuôi mẹ nuôi em thế này, bây giờ bỗng nhiên lại vác một ông chồng trên người nữa, làm sao mà lo. Cho nên cô né tránh, chấp nhận tình yêu nhưng mà đừng nói hôn nhân bây giờ. Đó. Một năm sau đó, khi sức khỏe của mẹ cô khá hơn, thì cô đồng ý đi với người bạn trai về nhà cha mẹ của anh ta. Thế các vị biết sao không? Đến nhà người bạn trai, cô rất là bất ngờ. Bởi vì anh ta sống
trong một căn biệt thự giàu có mà từ trước tới giờ anh ta chưa từng nói với cô. Anh ta đến lúc nào ăn tô mì 10.000, ăn mặc quần áo soàng xĩnh, cho nên đâu có ngờ nhà anh ta giàu có như thế này. Đó. Cho nên khi mà đến căn nhà anh ta như vậy, cô bắt đầu là hoảng luôn. Đó. Bắt đầu đấu tranh tâm lý và tự cho rằng mình không xứng đáng. Mình nghèo quá, mẹ mình bệnh tật như thế này, đời sống mình như thế này, chắc là mình làm sao sống với anh ta được, sẽ không có hạnh phúc. Và quyết định từ bỏ tình cảm, muốn bỏ cái mối tình này. Thì khi đó anh ta cầu xin cô hãy tin tưởng anh. Đừng thấy anh ta sống như vậy mà cho rằng anh không thật lòng. Hãy tin tưởng tôi, tôi là một người yêu cô thật lòng. Thì một hai lần sau cô ta đến thì cha mẹ cô đón tiếp một cách rất là nhiệt tình và nồng hậu, không biết tại sao. Nhưng mà xưa đó là phúc đức đi kiếm mình, chứ mình nghèo, mình đơn sơ, có thể không đẹp nữa, nhưng mà tự nhiên mình đến đó người ta yêu quý mình, người ta nồng hậu chào đón mình. Còn mình không có phúc đức, mình làm cái trò gì đi nữa, người ta cũng sợ mình hết á. Ta cũng không muốn đón tiếp mình, ta cũng xa lánh mình. Cho nên sư nói cái phúc đức là cái quan trọng. Mà cô này có cái phúc đức là hay giúp đỡ người, thương người nghèo. Đó. Thì sau này đó, các vị biết có một chuyện rất là bất ngờ. Khi đã là vợ chồng với nhau rồi đó, thì cô mới biết mình đã gặp cha của anh ta. Tức là trong một lần tình cờ bán mì là cha của người yêu của mình đã từng đến cái quán mì của cô á. Lúc đó người cha đang mắc bệnh tâm thần, cho nên khi thì ổn, khi thì không, khi thì nhớ đường về nhà, khi thì không nhớ đường về nhà. Vì vậy một lần đó ông ta lạc đường và đến cái hàng mì của cô, người ta ăn uống, người ta để bát còn dư, ông bưng ông ăn hết cái bát thừa. Cô thấy như vậy đó, cô không nói gì hết, cô chỉ bê cái bát đi rửa dọn, xong rồi làm một bát mới nóng cho ông ăn, rồi hỏi ông là nhà ở đâu mà ông bây giờ mà mét men rồi, làm sao ông biết đường về nhà. Thì cô mới dắt ông đến công an và nói rằng ông này bị lạc đường, nhờ sở cảnh sát đưa ông về nhà hộ. Cô không ngờ một việc làm bình thường như vậy mà là bước ngoặt trong đời cô ấy. Mấy gia đình này người ta rất thận trọng. Người cha khi được về nhà rồi chữa trị, rồi bình tĩnh trở lại, công an mới nói cho biết là như vậy. Thì ông ta mới nói hết là khi đã đến đó cố cho ông ăn uống như thế nào. Và nói với người con trai là hãy đến cái chỗ mà bán mì để giúp đỡ cô. Chứ không phải đem một cọc tiền tới đền ơn này, cô giúp bố tôi trả cho cô 2-3 triệu. Không, mà cứ đến giúp đỡ xem cô cần gì. Nhưng mà anh chàng lại đến ăn mì tính giúp đỡ, nhưng mà hóa ra thấy cô tốt quá, yêu luôn rồi đến hôn nhân luôn. Chứ cái chuyện này là ông bố cũng không có tính, ông chỉ là đến để mà đền ơn thôi. Đó, giúp đỡ vật chất hay cái gì là đền ơn thôi. Nhưng mà anh này anh đến lui tới ăn mì, thấy cô này dễ thương, niềm nở với tất cả mọi người, tốt với tất cả mọi người, thì anh ta nói hóa ra ý trung nhân của mình là đây, chứ không phải đi tìm ở đâu hết, một cái cô bán quán ở bên vệ đường thế thôi. Thế rồi ban đầu chỉ tính giúp chút tiền để báo đáp công ơn, nhưng không ngờ là yêu cô á. Và bây giờ thì đã là chồng của cô, thì bắt đầu hai vợ chồng mới mở ra một cái nhà hàng nhỏ để kinh doanh. Và cha mẹ chồng cũng rất là yêu thương người con dâu này. Cô cảm kích với cái cuộc sống mà được cha mẹ chồng và chồng cô yêu quý. Còn người em trai của cô cũng tốt nghiệp đại học. Đó. Rồi tình yêu của cô rất tốt đẹp. Rồi cô có thai để chuẩn bị sanh ra những đứa con tốt đẹp trong cuộc đời. Mỗi khi nhớ lại cái việc này thì cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì vậy mà mới viết ra cái câu chuyện này, để cô muốn nói với mọi người rằng khi mình làm ơn mình đừng có suy nghĩ gì hết. Cho nên luật Bảo Vương Tam Muội Đức Phật dạy, làm ơn đừng cầu mong báo đáp. Vì khi mình làm ơn mà mong báo đáp là trong ý đồ mình có mưu tính, chứ không phải là làm ơn. Các vị nghe rõ chưa? Có thân này thì đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Con người mình mà không bệnh,
mình tham, mình dục, mình muốn dữ lắm, mình sẽ ác. Cho nên lâu lâu bệnh một cái để thấy đời vô thường. À, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì sẽ kiêu căng lắm. Cho nên phải có khó khăn để hạ mình xuống. Đó. Và khi cứu giúp người khác đừng mong đáp đền. Mong đáp đền là tâm trí mình có mưu tính, không phải gọi là làm ơn, mà đang làm tính toán một cái chuyện gì đó. Cho nên cô kể câu chuyện này để nói rằng khi cô giúp đỡ bố chồng, cô không hề nghĩ gì nhiều, đơn thuần chỉ là tâm thiện của mình mà thôi. Một người lớn tuổi đi lạc đường, ăn một bát mì thừa mà không biết, đi lạc đường không biết về nhà, thì cô giúp đỡ. Còn có mình bây giờ đi chỗ khác, tôi đang bận, tôi buôn bán không được, đến ám thôi à, đốt phong long gì đấy, đốt gì, đốt giấy, đốt vàng gì đấy. Những người vậy làm sao có phúc đức được? Phúc đức là hãy giúp đỡ cái cuộc đời này, những gì có thể làm được. Chính vì vậy mà tạo ra thiện duyên mà cô xong được làm dâu trong một cái gia đình rất là đầy đủ cái sự phúc báo và có nhiều niềm vui hạnh phúc sau này. Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng đã từng giảng mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Và cái ông cụ á, mà khi mất mà nói lại con cháu, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Đó là cái nội dung mà hôm nay sư muốn giảng cho các Phật tử tại ngôi chùa Bảo Quang này. Trên mảnh đất tâm hồn của chúng ta, nếu mỗi một ngày ươm xuống những hạt giống lương thiện thì một ngày kia sẽ đơm hoa kết quả. Cứ lo ươm những hạt thiện đi. Đây cứ ươm những cái hạt giống ác mà đòi quả thiện, quả lành làm sao có. Cho nên cứ ươm những hạt giống thiện đi để ngày mai kết quả đơm hoa. Khi chúng ta trao đi những điều tốt đẹp, hiền lương, chúng ta không nhận sự báo đáp tức thì đâu. Nhưng nhất định vào một thời điểm khác, một hoàn cảnh khác, thì chúng ta sẽ được nhận lại còn nhiều hơn nữa. Đó là quy luật nhân quả của cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.